Xin chào các em ạ. Thì hiện tại thầy đang hướng dẫn các bạn khóa 23 làm đồ án tốt nghiệp về trên ngành thiết kế đồ họa. Thì thầy có yêu cầu các bạn là khi chúng ta làm trên file AI chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta xuất file ra PDF để chúng ta gửi cho giáo viên hướng dẫn để người ta chấm bài á, thì các bạn nên nén cái file lại ha, chọn chế độ nén cái file PDF lại. Chứ nếu các bạn để nguyên cái file PDF mà full của nó thì rất là nặng ha. Ví dụ như cái file AI chúng ta có 1GB, chả dùng 1GB chẳng hạn, mà chúng ta để nguyên cái file đó chúng ta xuất sang PDF thì chúng ta cũng có 1GB file PDF luôn ha, rất là nặng ha. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách để nén cái file PDF đó còn 1/10 thôi. Giả như chúng ta thiết kế cái file AI này là 1GB chẳng hạn, thì tương ứng với nó khoảng là cái file PDF 1GB, nhưng mà khi chúng ta nén xuống chỉ khoảng 100MB là được rồi, giả dụ vậy. Hoặc là cái file AI khoảng 500MB thì chúng ta nén xuống còn khoảng 50MB là ok. Thì hôm nay thầy sẽ demo trên cái bài tập, cái bài đồ án của bạn Bảo ha. Giả dụ như bạn tổng cái file này của bạn nó khoảng gần 500MB này, nhưng mà khi bạn xuất ra thì có vài MB thôi, ít hơn đó. Hoặc là bạn có thể chia nhiều cái file như thế này. Thì giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn nén trên một cái file một đầu tiên ha, thử nghiệm thôi, còn các bạn có thể làm tương tự cho các cái file khác. Thì thầy sẽ mở cái file đầu tiên lên ha. Thì file này, thì cái file này dung lượng mặc định của nó là khoảng 5MB đi, 5MB đúng không? Thì bây giờ nếu như thầy không có nén gì hết mà thầy sell as PDF bình thường ha, PDF bình thường như thế này, chọn PDF đây, chọn sell bình thường như thế này. Đấy, tất nhiên thầy sẽ chọn hết ha, ôn tất cả các trang. Sau đó thầy sẽ nhận được một file PDF ở đây ha, là bật định để custom, hoặc là các bạn chọn chế độ là Illustrator default chẳng hạn thì nó như nhau thôi. Ở sell PDF này thì khi đó bạn sẽ nhận được một cái file PDF nó tương tự gần như là bằng cái này luôn, khoảng gần bằng này. Tại vì cái file này, file AI này khoảng 5MB thì các bạn sẽ nhận được cái file đó, file PDF đó cũng khoảng gần 5MB như vậy. Ở đây thầy đang làm demo trên cái file nhỏ nha, và các bạn làm trên cái file 500MB hoặc 1GB thì nó cũng ra cái file PDF tương tự như vậy luôn ạ. Nếu chúng ta chọn chế độ mặc định mà chúng ta không nén ạ. Các bạn đợi xíu, nó đang chạy. Tại vì cái này nó hơi lâu ha, cho nên thầy cũng lấy cái file nhẹ nhẹ thầy làm demo thôi, chứ thầy không có lấy file nặng. Nếu file nặng thì làm rất là lâu. Đó. Thì sau khi thầy sell as từ cái file PDF, file thành file PDF ha, full đây, thì nó gần như là tương đương với cái file AI này. Đó, để chế độ bình thường ha, thì chúng ta sẽ in trên cái file này. Còn bây giờ mà khi mà gửi cho giáo viên hướng dẫn mà để người ta chấm cho nó nhanh nhé, tại vì nhiều khi thầy xem trên điện thoại thầy xem nhanh, thầy sửa bài nhanh nhé, hoặc là thầy xem trên máy tính mà thầy muốn xem nhanh, thầy lao lót về cho nhanh để dễ kiểm tra, dễ sửa, thì các bạn nên sell as cũng chọn PDF như vậy luôn ha. Thầy ghi chữ min đúng không ha? Ghi chữ min để mình phân biệt cái file kia là file full ha. Có thể là tên cái file kia là file full cũng được, đây là min này. Đấy, ở dù vậy, ở sell này. Nhưng mà bây giờ các bạn thay vì để chế độ mặc định Illustrator default thì các bạn chọn cho thầy cái chế độ là small file size ha, small file size. Tất nhiên ở đây là các bạn để mặc định luôn. Sell là nó đã giảm 1/10 rồi. Còn nếu như bạn nào muốn nó giảm hơn nữa thì bạn vô compression này, bạn giảm xuống nữa. Đấy, đây này, các cái thông số bạn giảm xuống. Giảm nữa đây 100, 150, 300 thì bạn giảm nữa. Đó. Thì nó sẽ cái file mà chúng ta nhận về nó còn giảm nữa. Còn ở đây thầy chỉ cần muốn giảm 1/10 thôi thì thầy để mặc định ha. Chọn chế độ là small file size như thế này, thì khi đó thầy sẽ sell như thế này. Đó, ok. Thì khi đó nó chỉ còn khoảng gần 500kg thôi, thì nó đã còn 1/10. Thầy không yêu cầu các bạn làm nhỏ hơn đâu. Thầy chỉ cần yêu cầu các bạn làm giảm size khoảng 1/10 là được rồi. Cứ 1GB thì còn 100MB, ở 500MB thì còn 50MB là được rồi. Thì xem ok. Đấy ha, đây giả dụ bây giờ thì nó còn khoảng đó file min này, khoảng 400kg ha, gần 500kg giờ. Thì nó khoảng 1/10 thôi. Thì các bạn nên tham khảo cách này để chúng ta có thể sell as ra cái file PDF mà nó giảm dung lượng xuống ha, để cho giáo viên người ta dễ kiểm tra, dễ gửi ha, dễ chấm bài ha. Và khi nào mà ok rồi, giáo viên ok cái bài rồi thì chúng ta sẽ sell as ra cái file full như thế này để chúng ta gửi cái file nộp. Còn để chấm bài thì các bạn nên giảm file size bằng cái này. Đó. Thì đây là cách thử dẫn thêm ha. Các bạn có thể lưu ý đây là hướng dẫn trên AI ha. Còn Corel thì tất nhiên nó cũng có chức năng như vậy, nhưng mà hầu như thầy thấy các bạn làm trên AI nhiều, thầy hướng dẫn các bạn sell as cái file PDF mà có compression ha, compress để cho nó giảm lại ha. Đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Rồi, xin chào các bạn ha.